Kênh truyền hình quốc gia Việt Nam VTV lại vấp phải chỉ trích sau khi bị phát hiện sử dụng hình ảnh minh họa kêu gọi học tập tư tưởng của Mao Trạch Đông. Trong đoạn video lan truyền trên YouTube, có thể thấy bức tranh cổ động có tên Học tập ứng dụng tư tưởng triết học Mao Trạch Đông đã được dùng làm hình ảnh minh họa cho một chương trình truyền hình trực tiếp về những tấm gương bình dị. Ông Phan Tất Thành, một cựu du học sinh tại Trung Quốc, cho VOA Việt ngữ biết hiện có nhiều luồng dư luận về vụ việc này. Trong nước hiện nay dư luận rất là xôn xao bức xúc một chuyện này. Dư luận thì nó có nhiều chiều. Có một chiều nói rằng là đồng hóa nhanh quá. Có một chiều nói rằng là nhầm lẫn rồi lỗi thằng đánh máy nhá. Nó bộc lộ một cái sự ngu dốt của các cơ quan truyền thông Việt Nam khi mà phải ăn cắp những cái ảnh này. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam để hỏi ý kiến về những chỉ trích họ trên mạng. Tuy nhiên, khi trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho biết đây là chương trình do báo Quân đội Nhân dân tổ chức và VTV chỉ truyền hình trực tiếp chương trình. Ông Tiến cũng được trích lời nói thêm rằng khi truyền hình trực tiếp thì VTV không thể xử lý hết được những cái mà ban tổ chức báo Quân đội Nhân dân đã chuẩn bị trước đó. Bài báo trích lời lãnh đạo của VTV sau đó đã bị rút khỏi trang báo mà không rõ lý do. Nhận định về việc những gì liên quan tới Trung Quốc hiện đều gây ra các phản ứng ở Việt Nam, ông Thành nói thêm rằng đó chính là do tư tưởng bá quyền, tư tưởng lăm le xâm chiếm nước Việt Nam của Bắc Kinh. Cơ quan quản lý truyền thông của Việt Nam chưa lên tiếng trước lời nhận xét của ông Thành. Năm ngoái, VTV cũng vấp phải sự cố khi phát đoạn nhạc trong bài ca ngợi Tổ quốc được coi là quốc ca thứ hai của Trung Quốc. Trong khi đó, đài truyền hình này hiện vẫn là tâm điểm của dư luận sau khi phát chương trình 60 phút mở, bị coi là đấu tố một MC nổi tiếng về động cơ chia sẻ clip vụ cá chết, cũng như chất vấn việc làm từ thiện vì ai.